Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơ La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực tỉnh ủy họp trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Vân Hồ tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình mới. Câu chuyện về một tử tù hoàn lương xây dựng cuộc sống mới. Bây giờ là dung chi tiết. Trên thế giới và trong khu vực dịch bệnh COVID-19 với biến chủng Delta hiện đang gia tăng nhanh chóng. Trong nước, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, có nơi rất nghiêm trọng, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam để nhanh chóng ngăn chặn đẩy lùi kiểm soát dịch bệnh bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết. Trước hết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1102 ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Công điện yêu cầu các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan liên quan tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương, lấy xã phường thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch. Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị số 16, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở đó, cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường và phải bảo đảm các yêu cầu về y tế, lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân ngay tại xã phường thị trấn. Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả. Thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch các cấp do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đứng đầu, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành quy chế hoạt động, phân công ứng trực 24 trên 24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan phòng chống dịch trên địa bàn, phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, Tùy tình hình, cần quan tâm chỉ đạo phát triển các mặt kinh tế xã hội, các công việc quan trọng khác trên nguyên tắc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng chống dịch. Tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, nghiêm hơn, hiệu quả hơn các giải pháp giãn cách xã hội. Phải thực hiện nghiêm, thực chất, kịp thời việc cách ly, nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Không để chặt ngoài, lỏng trong. Phải tranh thủ thời gian vàng, giãn cách để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để dịch bệnh lây lan. Tăng tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt để phát hiện sớm, cách ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả người nhiễm COVID-19. Điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu. Các địa phương chuẩn bị đầy đủ về cơ sở thu dung, chăm sóc, điều trị người bệnh và người nhiễm COVID-19. Tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, phải bảo đảm lương thực thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, nhóm người yếu thế, người dễ bị tổn thương, huy động mọi nguồn lực xã hội phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau hoạt động thiện nguyện không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặt tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao vaccine để có sớm nhất nhiều nhất vaccine thúc đẩy mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước tổ chức tiêm chủng miễn phí an toàn kịp thời hiệu quả bảo đảm an dân an ninh trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội tại các khu kinh tế khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất khác, bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng, tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác, phát huy vai trò quan trọng của toàn bộ hệ thống truyền thông, nhất là mạng lưới thông tin cơ sở, lan tỏa những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả của tổ chức và cá nhân. Tối qua, ngày 23 tháng 8, Thường trực tỉnh ủy tổ chức họp trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 với huyện Phú Yên và Vân Hồ. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Dự họp tại điểm cầu huyện Vân Hồ có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Tại điểm cầu huyện Phú Yên có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 1980 của tỉnh, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo báo cáo của huyện Phú Yên, trong ngày 23 tháng 8, huyện đã ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang điều trị 136 trường hợp F0 tại bệnh viện đa khoa huyện Phú Yên và khu điều trị F0 của huyện. Sức khỏe các bệnh nhân ổn định, Phú Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng truy vết được 155 trường hợp F1, 1.017 trường hợp F2 có liên quan các ca dương tính ngoài cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định, tổ chức xét nghiệm trên diện rộng để sớm phát hiện trường hợp F0 trong cộng đồng. Hiện nay, toàn huyện có 311 trường hợp thực hiện cách ly tập trung tại 10 khu cách ly tập trung. Toàn huyện thành lập 276 chốt trạm tại các xã thị trấn, 55 tổ tuần tra thực hiện kiểm soát dịch bệnh, quyết tâm khống chế được dịch bệnh trong 10 ngày tới. Đối với huyện Vân Hồ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, huyện đã khẩn trương ra soát, lựa chọn địa điểm và triển khai đẩy nhanh tiến độ đảm bảo các điều kiện tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, khu điều trị bệnh nhân F0 tại huyện Vân Hồ. Hiện nay đã xây dựng được hai điểm lưu trú tạm thời đón công dân Sơn La trở về địa phương tại trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xã Lóng Luông và điểm trường mầm non Pa Kha xã Lóng Luông phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu huyện Phú Yên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phát huy phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống dịch, đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân phối hợp với tổ công tác của tỉnh, các lực lượng khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nhanh xây dựng bệnh viện giã chiến tại trường trung học phổ thông Gia Phù, ra soát truy vết nhanh, phân loại kịp thời, tổ chức cách ly, điều trị bệnh nhân F0 hiệu quả, không để lây nhiễm sang các lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ chức xét nghiệm diện rộng để nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng kế hoạch, tiếp tục phân loại, giãn cách trong các khu cách ly tập trung, tiếp tục tăng cường lực lượng, trang thiết bị giúp Phủ Yên chống dịch về truy vết xét nghiệm thống nhất là tiếp tục giao cho ngành y tế các đồng chí căn cứ vào tình hình thực tế để tăng cường lực lượng giúp phú yên trong cái công tác truy vết và xét nghiệm trong đó thì đặc biệt là cái truy vết như là anh vân cũng đề xuất đấy tức là phối hợp với lực lượng công an rồi các lực lượng khác để ta truy vết thật nhanh lấy mẫu chuẩn Mẫu ở đây tôi đề nghị là các đồng chí chú ý hướng dẫn anh em lấy mẫu như thế nào đó đừng có lây từ F0 sang sang các cái trường hợp không bị F0. Đặc biệt là cái khử khuẩn tay. Thế còn riêng cái máy xét nghiệm á, thì thống nhất như ý kiến các đồng chí đề xuất và ý kiến đồng chí phó bí thư thường trực á, là cái máy này ta lấy được từ Vingroup về là sẽ lắp tại Phú Yên. Phục vụ cho khu vực Phú Yên và Bắc Yên là lâu dài chứ không phải trong cái đợt dịch này. Các đồng chí đừng có hiểu là chỉ phục vụ nguyên cái đợt dịch này dịch này có thể còn kéo dài một vài năm nữa thì bắt buộc là cái khu vực Phú Yên ta phải có máy khu vực Vân Hồ Mộc Châu là ta phải có máy để tránh cái việc là đấy bây giờ đi hàng trăm cây số mới đem được cái mẫu về đây xét nghiệm cả đêm xong rồi lại đi hàng trăm cây số đem về cho các đồng chí. Đối với huyện Vân Hồ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện Vân Hồ phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện đảm bảo các điều kiện cần thiết tại khu cách ly tập trung của tỉnh tại huyện Vân Hồ và khu điều trị F0 của huyện. Quá trình tổ chức cách ly phải sàng lọc kỹ, chia tách từng đối tượng, tổ chức giãn cách tại các khu cách ly không quá 2 người một phòng, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lan ra cộng đồng. Trạm kiểm soát dịch bệnh tại huyện Vân Hồ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh, trong quá trình tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm lấy trong ngày 22 tháng 8, có 9 mẫu bệnh phẩm có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các khu cách ly y tế tập trung và vùng phong tỏa trên địa bàn huyện Phú Yên. Trong đó, 7 trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung, 2 trường hợp phát hiện tại cộng đồng. Các ca mắc COVID-19 có mã bệnh nhân từ 358, 519, đến 358 527. Hiện tại tình trạng sức khỏe của 9 bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở đã được chuyển đến điều trị ở khu điều trị F0 của huyện Phú Yên. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Yên hiện vẫn còn rất phức tạp, chưa có bằng chứng xác minh trường hợp F0 đầu tiên trong cộng đồng tại huyện Phú Yên nên rất khó khăn trong việc khoanh vùng, truy vết, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm. Qua quá trình điều tra truy vết, bước đầu xác định ổ dịch tại bản úm 2, bản úm 1 xã Huy Thượng là ổ dịch phát hiện tại cộng đồng, có khả năng lây nhiễm rất cao. Mặt khác, thời gian vừa qua, để đáp ứng với công tác phòng chống dịch, xã Huy Thượng tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân, phải tổ chức tập trung. Vì thế, trong thời gian tới, rất có thể tiếp tục ghi nhận các trường hợp dương tính tại một số bản khác trên địa bàn. Như vậy, tính từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 đến 20 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021, Phú Yên đã ghi nhận 161 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 138 trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung, 23 trường hợp phát hiện tại cộng đồng có liên quan đến các trường hợp F0 đã phát hiện tại cộng đồng trước đó. Với phương châm truy vết thần tốc, thu hẹp vùng đỏ, lan tỏa vùng xanh, những ngày này công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Cửa Ngõ Vân Hồ đã được nâng lên ở mức cao hơn nhằm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các xã bản tăng cường lực lượng tập trung kiểm soát tất cả các đường mòn khu vực giáp danh với địa phương thuộc các huyện, tỉnh, lân cận, thành lập thêm các tổ chốt kiểm soát cộng đồng tại các bản có lượng người lưu thông lớn chúng tôi là cũng là liên quan đến cái từ Mai Châu Hòa Bình. Thì cái chốt này rất là nguy hiểm bà con. Chúng tôi cũng phân chia thì nó là thành 4 tổ. Mỗi tổ là 4 người là thay ca nhau trực. Coi như là mỗi ca trực là cũng là từ 5 giờ à, chiều đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Và ra chúng tôi cũng là nhắc nhở bà con để làm tốt cái trách nhiệm và công tác phòng chống cái dịch bệnh Covid-19. Dân bản của chúng tôi là ở đây là chúng tôi là người sở tại. Thế thì anh em làm cái chốt ở đây thì tôi rất là yên tâm. Ai không đeo khẩu trang thì cũng phải là bắt phải là đeo khẩu trang là để đảm bảo là phòng chống dịch. Có người lạ về thì chúng tôi họ kiểm tra thì tôi cũng rất là yên tâm. Ngoài việc kiểm tra kiểm soát lượng người ra vào địa bàn, các tổ chốt kiểm soát COVID-19 cộng đồng còn tích cực tuyên truyền mọi người dân tuân thủ nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế tật là càng ngày càng lan lan rất là nhiều không lời là chủ quan và trước khi chiều nay có quyết định của chủ tịch ủy ban nhân xã là cho chặn chúc ở đây thì vì dù khó khăn đến đâu anh em chúng ta phải cố gắng làm thế nào để cho đẩy lùi cái covid mà cả người dân cả bản làng ta nữa thứ hai nữa là chặn chúc này rất là khó khăn dân nước đi đi lại rất là nhiều quyền quyết chúng tôi phải làm thế nào phải giữ cho cái bà làng ta hai nữa là phải đẩy lùi covid mà chúng tôi cũng động viên nhiều cái người dân cũng thông cảm nhiều cái mà người dân cũng hiểu được cái này Nhằm đảm bảo yêu cầu phòng dịch từ xa từ sớm từ khi chưa có dịch, Vân Hồ quyết tâm tuyệt đối không lơ là chủ quan, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân, vừa đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện nay, toàn huyện Phú Yên đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chia sẻ với khó khăn của nhân dân vùng dịch. Chiều ngày 23 tháng 8, huyện Yên Châu đã tổ chức 3 xe vận chuyển hàng hóa, rau quả ủng hộ huyện Phú Yên. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chỉ sau 3 ngày phát động, đến chiều ngày 23 tháng 8, toàn huyện đã quyên góp được hơn 30 tấn rau củ quả như chuối, su su, bắp cải, bí các loại. Đây chính là tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên lao động và nhân dân huyện Yên Châu gửi đến người dân huyện Phú Yên đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch, vững tin, đoàn kết, quyết tâm sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Để đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện các trường hợp có liên quan và ngăn chặn không để dịch bùng phát trên diện rộng. Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thành phố yêu cầu bắt buộc 100% cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt sử dụng một trong các ứng dụng như ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Blue Zone, ứng dụng quản lý tờ khai y tế tự nguyện nCoV, tuân thủ việc quét mã QR code khi ra vào trụ sở cơ quan, khi đến các điểm công cộng, đồng thời yêu cầu người thân và hướng dẫn nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện. Đối với các cơ quan đơn vị, đoàn thể có trụ sở riêng thực hiện dán mã QR code tại nơi dễ nhìn, phục vụ cho cán bộ công chức quét mã QR code. Các trường mầm non, tiểu học cho cơ sở trên địa bàn thành phố quán triệt triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone đến học sinh, giáo viên các trường học trên địa bàn yêu cầu học sinh giáo viên có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân ứng dụng bluezone cài đặt điểm kiểm soát dịch tại các trường học thực hiện dán nhãn qr code tại nơi dễ nhìn yêu cầu tuân thủ quét mã qr code khi ra vào trường học ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ công chức viên chức người lao động thực hiện cài đặt ứng dụng bluezone ứng dụng ncov và tuân thủ việc quét mã qr code tại đơn vị và các điểm công cộng khác yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy trình khai báo y tế bằng quét mã qr code tại các khu dân cư tập trung nơi công cộng như chợ trường học siêu thị bến xe trên các phương tiện giao thông công cộng chủ động phát hiện khai báo các trường hợp nhập cảnh trái phép các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch thực hiện nghiêm việc khai báo người nhà người thân đi từ vùng dịch trở về để có biện pháp phòng dịch kịp thời hiệu quả Việc khen thưởng danh hiệu học sinh tiên tiến từ trước đến nay sẽ không còn tồn tại theo quy định mới về đánh giá học sinh cho cơ sở và trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng từ lớp 6 năm nay và với các khối lớp khác ở những năm tới. Đó là nội dung Thông tư 22/2021 của Bộ Giáo dục quy định về đánh giá học sinh cho cơ sở và trung học phổ thông. Theo thông tư này, ở phần khen thưởng, hiệu trường sẽ tặng giấy khen thưởng cuối năm học gồm khen thưởng danh hiệu học sinh xuất sắc đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức độ tốt, kết quả học tập được đánh giá mức tốt và có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với bằng điểm số có điểm trung bình đạt từ 9 điểm trở lên. Khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi đối với những học sinh có kết quả rèn luyện và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức tốt có 6 môn đạt 8 điểm trở lên và các môn đều phải trên 6,5. So với cách xếp loại cũ, thông tư mới có thêm mức khen thưởng cho danh hiệu học sinh xuất sắc đối với những học sinh có kết quả rèn luyện tốt, kết quả học tập tốt và có ít nhất 6 môn trung bình trên 9. Như vậy, số lượng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc giờ đây sẽ ít hơn và có sự phân hóa rõ ràng về năng lực thực sự. Hoàn lương để trở thành người lương thiện không chỉ là khát vọng của những người một thời lầm lỗi mà còn là mong mỏi của cả cộng đồng. Từ một tử tù đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, sau 15 năm chấp hành án, nhờ cải tạo tốt, ông Nguyễn Xuân Bàn ở thôn 1 xã Tông Lạnh, huyện Tuận Châu, tỉnh Sơ La đã được đặc xá trở về địa phương, làm lại cuộc đời trở thành công dân có ích đưa bà con lối xóm tin tưởng và yêu mến. Được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền các cấp, đặc biệt là lực lượng công an xã, tạo điều kiện ngay sau khi trở về địa phương, ông Nguyễn Xuân Bàn đã được làm lại hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Ông còn được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tông Lạnh hỗ trợ cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 30 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Thì từ 30 triệu đó đầu tiên là tôi sử dụng vào cái việc là ươm một số cây giống, chủ yếu là cây cà phê. Vì lúc bây giờ cây cà phê đang thịnh hành trên đất Sơn La. Thế thì sau đó thì tôi không phải làm đơn thuần về cây cà phê nữa mà tôi mở rộng à, diện tích, tôi thuê đất để tôi làm thêm nhiều loại cây trồng rừng khác, ví dụ như thông, lát, bạch đàn, keo, táo mèo à, theo nhu cầu của thị trường. Năm năm trở lại đây thì mỗi năm là trừ các cái chi phí đi thu nhập của tôi cũng được khoảng độ trăm rưỡi đến xích sát 200 triệu. Khi trở về địa phương, qua quá trình tái hòa nhập cộng đồng, ông Nguyễn Xuân Bàn luôn hăng hái tham gia các phong trào của địa phương ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng ban công tác mặt trận của thôn, rồi sau đó làm trưởng ban quản lý chợ xã Tông Lạnh và hội trưởng hội phụ huynh. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn tâm niệm phải cố gắng hoàn thành xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, của mọi người. Sau khi được đặc xá trở về địa phương, đồng chí chấp hành gương máu đầu tàu theo quy ước, hương ước của thôn. Và đồng chí cũng là một trong thành viên tổ liên gia tự quản để đảm bảo phong trào an ninh bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi đánh giá công dân Nguyễn Xuân Bàn sau khi hoàn lương là một công dân tốt, ngoài phát triển kinh tế gia đình giỏi, ông còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Có được kết quả ngày hôm nay, một phần là do ông Bàn có một gia đình luôn ở bên cạnh, động viên, yêu thương, chia sẻ với ông từ những ngày gian khó nhất. Ông cũng gửi lời nhắn nhủ tới tất cả các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, cố gắng phục thiện, hoàn lương, yên tâm cải tạo, chấp hành tốt nội quy quy chế trại giam để được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội để làm lại cuộc đời. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình Sơ La xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. hẹn đầu lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn rông, đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, độ ẩm 60 đến 98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 24 đến 30 độ. Thành phố Sơn La 23 đến 30 độ. Mường La 25 đến 32 độ. Mai Sơn 23 đến 30 độ. Yên Châu 26 đến 32 độ. Sông Mã 25 đến 31 độ. Bắc Yên 23 đến 30 độ. Phú Yên 26 đến 31 độ, Mộc Châu 22 đến 28 độ, Sóc Cộp 25 đến 31 độ, Vân Hồ 22 đến 28 độ, Thuận Châu 24 đến 30 độ.